Sớm lắm mà bây giờ nhìn mà không thấy khách ở đâu cả. Đấy rồi.
anh đến cái chỗ điểm hẹn rồi, thấy em ở đâu mà anh nhìn mãi không thấy ở đâu. À thế à? À là cái bà này à? Tôi tưởng là ai? Lại cái anh đấy của tôi tưởng là ai cái tài nhưng chạy cho trời. Cũng phải làm, cũng phải làm ba thì tôi để mà nhờ xe tôi chở. Ôi giời, thôi ban báo về cái tài nhanh. Chờ mãi không thấy cái đều ở đây. Bà này. Này cái bà kia, thôi lên xe đi. Lên xe đi nha. Ngồi cẩn thận nha. Thôi nha. Cẩn thận đi nha. Thắt dây anh, thắt dây anh toàn vào nha. Nhớ thắt dây anh toàn vào nha. Tôi bị đấy. Cái đều cái bù này. Mẹ, nó nhìn thấy cái cụ quỷ của mình rồi. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Này. Có cái mùi gì nhỉ? Này. Thế nào anh có thấy cái mùi gì không? Cái mùi gì mà khách tiếp. Đúng. Để tôi kiểm tra. Để tôi kiểm tra cái nào. Ôi giời cũng không thấy. Không thấy. Xe đúng rồi, thấy mùi khó chịu cực kỳ luôn. Đấy. Đấy đấy. Đấy anh coi đi. Này này. Đi nói cho anh biết nhá. Đi nói cho ai anh biết nhá. Ừ. Ai cùng muốn thơm. Không ai muốn đi tối. Tối lúc đấy cái khổ của tôi đi chơi cô vây cô chủ Thuy Nạch mà anh chở đi đây à. Thuy Nạch này. Tôi nói với bà nha. Cái xe của tôi á là chở biết bao nhiêu là khách. Trời ơi, bà anh nào. Cầm đấy. Rồi khách đây này. Mà ngồi mà nôn mửa cái mà tôi nôn mửa không thấy được đó. Ai đứng giao thông mà đứng riêng có đứng xảy ra cái tai nạn nữa đấy nha. Tôi phải lấy xe. Hoàng bà tôi là bà chú này bà chú xuống rồi này bà này chứ mau thì đấy mà bà mới đồng vào cái xe tôi là không được nha. Mà nếu mày lên một lần nữa tôi đánh đây 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 là cái khắc tinh của khử mùi này mua ở Lào Cai đây này. Đây đây của dân tộc giáo đây này. Anh thử người là cái con cái mùi không? Thường chọn từ từ anh anh này người thì không để tôi kiểm tra nha. Rồi kiểm tra cái khắc tinh đây đây tinh cái thử mùi đi. Được rồi tôi kiểm tra dân tộc giáo nha. Đấy anh nhanh thế gì đây cái thì khắc tinh mà này khắc tinh của nhanh nhanh thôi lên xe lên xe rồi. À, chứ cái là tôi mua ngoài kia nhưng mà tôi hay công tác ngoài thời kỳ là để lại cho à chị bà khi nào lên xe là tôi mua cho vợ ở nhà rồi cho chị lại tôi công tác đây nhỉ. Tôi không biết tôi đưa về làm cái tín hiệu đấy thôi là chậm hồi nách tôi
lúc sẵn ba ngày là mua thuốc này đặc hiệu đặc hiệu này. Thế bây giờ thế này nhá, lúc nào mà anh nhớ cái biển số xe tôi hơn được cái số điện thoại chắc là tôi cho anh. Được, nhờ anh cùng máy mà anh đi xe tôi, nhờ anh bữa sau mà anh ra ở nơi thành phố nơi bạn á, nhờ anh mua cho tôi vài ba hộp để về. Rồi anh yên tâm, số điện thoại của em gọi cho anh như này đấy. Rồi,